Thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi đáp ứng nhu cầu thị trường, nhiều nông dân ở huyện biên giới Đức Huệ đã chuyển đổi diện tích trồng lúa dường tạp kém hiệu quả sang phát triển trồng chanh mang lại hiệu quả kinh tế cao, ghi nhận của phóng viên thời sự. Đây là 7 công đất chuyển từ đất trồng lúa sang trồng chanh tứ quý của anh Thi Văn Bự ở xã Mỹ Bình với năng suất hơn 10 tấn, giá bán khoảng 22.000 đồng đến 23.000 đồng một ký. Gia đình anh thu về hơn 200 triệu đồng một năm. Đầu tiên thì trồng lúa, xạ lúa. Nhưng mà sau là lại trồng dưa, rồi trồng ớt. Nhưng bây giờ mới chuyển lại là trồng chanh này. Nó hiệu quả hơn mấy cái kia. Năm nay đạt lợi nhuận nhiều hơn. Tại vì bẻ có hai cử cũng được 200 mấy. Thời gian qua, người dân xã Mỹ Bình, huyện Đức Huệ đã mạnh dạn chuyển đổi các diện tích cây trồng kém hiệu quả sang trồng các loại cây trồng khác có giá trị kinh tế cao. Hiện toàn xã có hơn 335 hectare chanh, phấn đấu đến năm 2025 diện tích chanh của xã tăng lên 400 hectare. Thực hiện cái nghị quyết 09 của huyện ủy thì xã Mỹ Bình thì cũng có cái chuyển đổi từ cái cây chanh rồi cũng như là cái con bò thì cái cây chanh thì cũng đang tập trung. Bà con dân thì cũng rất là phấn khởi vì trong 1-2 năm gần đây thì giá chanh nó cũng có cái hiệu quả kinh tế cũng rất là cao. Theo kế hoạch, năm nay tỉnh Long An tiếp tục chuyển đổi gần 4.400 hectare đất lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây trồng khác. Trong đó hiệu quả từ mô hình trồng chanh tứ quý cho thấy nông dân ngày càng nhạy bén trong việc chuyển đổi cây trồng phù hợp, nâng cao thu nhập và góp phần thực hiện hiệu quả chủ trương chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp của địa phương. Thank you.